Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lava Store. Đây là clip review áo khoác bóng chày chính hãng cao cấp. Mình quay trực tiếp để cho anh em coi. Đây là một con áo G Vesti Jacket về cho một anh khách ở Tân Phú nha. Áo rất là ok, đây là ngoại hình bên ngoài. Quay review để cho anh em coi tận mắt. Những chiếc Vesti Jacket cao cấp thì nó sẽ như thế nào nha anh em. Ok, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em coi. Đây là bao thun, cực kỳ dày luôn, rất là dày ha. Khuy bấm vẫn tốt giống như những mẫu khác. Chữ G theo full, rất là tinh xảo luôn anh em ơi. Theo full luôn nha. Chất liệu rất là cao cấp. Chữ 88 ở dưới nè, chỗ túi nè. Túi rất là xịn sò. Có viền da luôn nè. Viền da hai bên luôn nè, anh em thấy không, viền da nè. Ở dưới bao thun ở dưới cũng dày. Tay của nó là da BU nha anh em, full da BU cao cấp. Có theo thập giá, thánh giá nè. Rất là đẹp. Thánh giá rất là đẹp luôn. Da BU mềm mại. Da BU là chịu được thời tiết nóng lạnh nha anh em, mưa nó không có nứt giãn theo năm tháng mặt nha. Da BU là da cao cấp nhất trong những loại da nhân tạo bây giờ để dùng làm áo khoác chính hãng anh em. Những áo chính hãng, những áo khoác cao cấp là thường hay được gia công bằng da BU nhé. Đây anh em ơi, tay thun. Bên này thì theo cái cánh 88. Trên này có một cái hình đó, màu xanh. Dạng theo dạng logo vintage nha anh em, vintage cổ điển nha. Một con áo dạng old school rất là đẹp luôn, cực kỳ đỉnh cao cho anh em sở hữu luôn. Ok, anh em muốn mua áo thì inbox cho Lava Store qua fanpage. Fanpage mình thì mình bán áo khoác lâu năm, 7 năm rồi anh em. Fanpage rất là nổi tiếng. www.facebook.com/lavastore.clothing với 100 gần 130.000 người thích rồi anh em. Mình bán cực kỳ lâu năm rồi. Nên là đủ uy tín để cho anh em mua những sản phẩm cao cấp nha. Và quay review trực tiếp chứ không có giấu giếm anh em về áo. Những con áo này đắt tiền cho nên là phải quay trực tiếp về để cho anh em thấy ha. Ok. Để mình lộ mặt sau cho anh em coi. Đợi tí anh em ơi. Sao nó thì trơn nha, để mình quay hết luôn cho anh em coi cái tổng quan cho anh em thấy cái áo nó như thế nào khi mình mua về ha. Và đây là mặt sau, mặt sau áo thì nó trơn nha anh em, cũng như chất liệu như ở đằng trước. Ok anh em, rồi xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha. Mình quên là anh em có thể add Zalo để trò chuyện riêng với mình, hoặc là inbox fanpage đó, mình có để cái link dưới. Số điện thoại mình là 0783490288, anh em cứ add Zalo, mình sẽ rep 24/24 nha. Chốt áo cực kỳ nhanh gọn lẹ, nếu có sẵn thì giao nhanh, nếu order thì 15-20 ngày, nếu mà hết dịch thì order 10 ngày là có, 70 ngày là có anh em ơi. Ok, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã xem review của Lava Store về những chiếc áo khoác và chất xịt. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nhé. Cảm ơn anh em.